cũng biết, nhưng ý thức giữ gìn lá phổi xanh cho hành tinh mình đang sống không phải ai cũng làm được. Với sáng kiến độc đáo, suy nghĩ tích cực nhằm biến rác thải, những đồ vật bỏ đây trở thành hữu ích. Hôm nay với vai trò là những người trẻ nhiệt huyết, chúng tôi mang đến bộ sưu tập thời trang trái đất xanh được thể hiện qua những bộ trang phục thân thiện với môi trường. Những bộ trang phục này sẽ nói lên sự quyết tâm về một trái đất xanh, sạch, đẹp. Kính mời các bạn nhỏ cùng các bậc phụ huynh hãy cùng thưởng thức phần trình diễn thời trang trang phục tái chế của các bạn nhỏ lớp 5 đến từ trường mầm non Hồi Châu Bắc. Đầu tiên, chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện của bé Hoàng Bắc và bé Yên Nhi. Hoàng Bắc trong tà áo dài truyền thống biểu hiện cho nét đẹp của dân tộc Việt Nam, và Yên Nhi đang khoác trên mình một chiếc váy vô cùng năng động được làm từ chất liệu giấy báo. Với sự tinh tế và đầy sáng tạo, hai bạn nhỏ đã mang đến cho chúng ta một tác phẩm tuyệt vời. Yeah.
đang diễn ra sân khấu.